Abi asayi lan. Này thật sự bạn, đây luôn. Bây giờ mình cùng hướng về nhà thờ Đức Bà xem thế nào nhé. Ra đường cái đường Đồng Khởi này giờ này nó cũng vắng luôn mọi người, này mưa gió cũng vắng ghê luôn đó. Chẳng có cho nhiệt cho lắm, xe cộ với lại đang ít. Ở phía bên kia thì có một căn nhà đang còn cho thuê mặt bằng đây bên đường. Chắc giờ là tập trung về phố Tây Bùi Viện hết đó. Nên tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lắm. Đây, tiếp theo là mình đi qua đường Nguyễn Thiệp mọi người. Tại khu vực này thì bên trên này có cái tiệm đổi tiền nhưng mà giờ này thì cũng đóng cửa lắm. Khu vực này đổi ngoại tệ này nhưng mà giờ này đóng cửa mọi người. Đây, dòng này thì những cái quán cà phê cóc vẫn còn mở cửa đây, đón khách các bạn trẻ tới này. Vẻ này tối thế này mà có vẻ là có cái gì người ta tiếng hay sao, một dàn máy quay hoa hậu hay sao ấy. Đầu tư dàn máy quay đấy. Này thank you.
Không, giờ này cũng khá là yên tĩnh. Chẳng có cái tòa nhà giờ này tắt điện hết rồi. Thì mình tiếp tục là mình tới với đường Lý Tự Trọng mọi người. Giờ này bớt xe dần ở bên Vincom Đồng Khởi thì mình đã đóng cửa. Còn khoảng 50 mét nữa mình về tới nhà thờ Đức Bà này.
chắc giờ này giờ thứ ba cũng tương đối là vắng. Không thể ngờ được hôm nay tối ngày hôm nay thì tại thời thứ ba nó tương đối là vắng vẻ. Mưa quá nên không có thời gian, nó không có chỗ mà ngồi luôn rồi. Thì nó quá, không biết bên dọc bên này có đông không? Mình cũng qua xem nào. Khung cảnh nó khá là vắng vẻ nha. Bình thường như ngày bình thường cái này tại khu vực nhà thờ Đức Bà rất là đông. Và nhất là cái chỗ tượng đài Đức Mẹ, nhưng nếu ngày hôm nay mà người thấy không có luôn. Ở bên bưu điện thành phố nên có một xíu xíu ở bên kia. Ở đang ngồi. Bây giờ mình cũng đi dọc cái bên hồng này. Những cô chú lao công đang vẫn dọn rác, những công việc thầm lặng. Đây thì mình đi vào đường công xã Paris nhé. Hôm nay cũng vắng quá, hôm nay không đông như mọi hôm. Mà thấy không, nhìn cũng vắng này, cũng có hai hàng ghế hai bên đường thôi. Nhưng mà nó tương đối là vắng, thì bây giờ thì tiện thế thì mình về luôn Hồ Con Rùa xem thế nào nhé. Xe buýt hai tầng không có một vị khách nào luôn. Ghê thực sự.
buồn bán hàng rong, bán đồ ăn vặt luôn. Ô, giờ này Diamond chưa đóng cửa mọi người, vẫn đang ngầm bật điện sáng kìa. Đấy, không biết thì nhà thờ Đức Bà lại bao giờ sẽ xong nữa. Để đón du khách, bây giờ họ tới thì đứng phía bên ngoài mà đang xem sửa chữa nữa. Mọi người thấy không? Hiện tại Việt Nam mình về đêm rất là an toàn. Hiện tại bây giờ là gần 12 giờ rồi. Đã cũng đi cũng thoải mái. Tương đối là an toàn luôn mọi người. Nên mọi người về thì có nên cái thoải mái mà đi thôi, không có gì đâu. Tại trung tâm Sài Gòn này an ninh khá là tốt. Nên mọi người đừng có mà nghe một số cái trang linh tinh đưa tin vớ vẩn. Tôi thực sự thấy là an ninh tại Sài Gòn mình nói chung là quận trung tâm thôi nha, còn Hải thì ít khi qua khu vực vùng ven nên mình cũng không biết, nhưng mà trung tâm mình thấy là đi lại rất là ổn định. Với hiện tại là Hải đang quay bằng điện thoại đấy, cũng không phải quay bằng máy quay đâu. Đường Phạm Thạch đây, giờ này vắng, không biết là lại tới khu vực Hồ Con Ruộng có đông và náo nhiệt như vậy không. Thì mình tới với đường Alexander giao nhau với đường Phạm Hồng Thạch. Phía bên kia mọi người nhìn này, đường xa vắng ghê luôn. Bây giờ mình qua bên đường nhé. Tại ngã tư đường Phạm Hồng Thạch với đường Nguyễn Minh Khai, ở đây có quán cà phê đèn dầu, nghĩa là giờ này còn khách không. Khu vực này có cái mẹ cái tấm quảng cáo là sáng quá. Đây, xe đang đón đi du lịch mọi người. Đấy, đang là mùa du lịch mà đang đi đưa đón du khách. Hôm nay thứ bảy đi chơi, ngày mai về. Chiều công ty nó buồn cười lắm. Thank you.
Thì bây giờ mình cùng đi qua ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch tới đường Nguyễn Minh Khai nha. Đây quá thì đường mình đứng đây luôn, chờ một xíu. Bên này và bên này có cái nhà hàng 79 khá lớn ở khuya nha. Bây giờ này đâu đang còn đông khách này. À, khu vực này thì có em mút luôn đó, đứng tiếp khách. Đây cũng là một cái địa điểm ăn chơi về đêm khá là náo nhiệt đấy. Công nhận là đi mấy chỗ nơi vui chơi mọi người, các bạn thấy là hồ con rùa giờ này là đông nhất nha. Đông và náo nhiệt nhất luôn đó. Xe đậu không biết điều nào mà lên bên trong rồi.